À, rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Phong thủy tài lộc của chúng tôi ngày hôm nay. À, lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và trong nội dung của video ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn những nội dung như sau. Quý anh chị thân mến, trong cái video tiếp theo của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái điều cần biết để thu hút sự giàu sang tài lộc từ cây kim tiền. Tức là sử dụng cái cây kim tiền thế nào để hút tài hút lộc cho gia đình của bạn. À, đối với cây kim tiền thì cây kim tiền luôn xanh tốt, to khỏe, sống lâu năm và liên tục thay mầm mới không ngừng, nên kim tiền hay còn gọi là kim phát tài được xem là loài cây phú quý có tác dụng là chiêu tài trong phong thủy. Chính vì vậy, từ văn phòng công ty cho tới cửa hàng, từ nhà chung cư cho tới biệt thự sân vườn thì kim tiền vẫn là cái sự lựa chọn số 1 cho cây phong thủy trong nhà. Tuy nhiên thì ngoài chăm sóc cây cho tốt, bạn cũng phải nên chú ý một số yếu tố sau giúp kim tiền phát huy hết tác dụng chiêu tài cho gia chủ. À, được coi là loài cây phú quý nên kim tiền rất thích hợp để trồng trong phòng khách, phòng hội họp, văn phòng công sở, nhà hàng, khách sạn hoặc dùng làm quà tặng trong những cái dịp lễ Tết, thăng chức, khai trương. À, khi sử dụng loại cây này, bạn cần chú ý chọn những cái cây khỏe khoắn và khả năng sinh trưởng tốt. Thân cây xanh tốt, phiên lá đẹp, dày, chắc. Nếu có thể, hãy chọn những cây đã nở hoa sẽ giúp mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ. Và muốn cây kim tiền đẹp và sống lâu, nên kê đặt cây ở một cái vị trí có đầy đủ ánh sáng, ví dụ như phòng khách, hành lang đi lại, gần các cửa ra vào, cửa kính. Nhưng tuyệt đối tránh bày ở nơi mà có ánh sáng trực tiếp hay là nước mưa tác động vào gây hiện tượng là vàng lá hay là thối nhánh ảnh hưởng tới phong thủy. Hãy dùng mái che nếu buộc phải bày ở những vị trí này. Kim tiền là loại cây chịu được cái nhiệt độ tương đối cao nếu để trong phòng. Nhiệt độ tối ưu là nhiệt độ phòng từ 25 đến 27 độ C. Nếu nhiệt độ dưới 18 độ C, cây sẽ có hiện tượng rụng lá và rơi vào trạng thái ngủ đông. Nếu nhiệt độ dưới 5 độ, cây kim tiền sẽ chết. Cây phát triển tốt ở độ ẩm thấp lẫn độ ẩm cao. Về cái việc mà tưới nước cho cây kim tiền thì chúng ta chú ý rằng là tuy thuộc loại cây mọng nước nhưng kim tiền chịu hạn kém, yêu cầu lượng nước tưới vừa phải, không cần quá nhiều. Trung bình cây đặt trong văn phòng thì từ khoảng 10 đến 15 ngày tưới một lần là đủ. Tránh tưới nước quá nhiều gây úng rễ, thối củ, mục nát thân cây, gây chết cây. Tốt nhất nên dùng bình xịt lên lá, thân, đất để toàn cây được tươi mát và ẩm. Nếu trồng trong phòng có máy lạnh, lượng nước tưới phải giảm đáng kể. Cái vị trí để đặt cây kim tiền trong nhà hợp phong thủy là về vị trí thì kim tiền nên đặt ở hướng đông, quẻ trấn, ngũ hành thuộc mộc, hay đông nam, quẻ tốn, mộc là cung tài lộc. Đối với sảnh nhà, có thể đặt cây này nhưng nên có bệ cao gần cửa ra vào, tránh đặt cây đối diện cửa. Cây kim tiền không phải đặt ở đâu cũng được. Vị trí đặt cây đúng sẽ giúp ngôi nhà của bạn sáng sủa, đẹp đẽ hơn, đồng thời cũng hút tài tốt hơn. Trước cửa nhà, bậc thềm, hành lang là những vị trí lý tưởng để bạn đặt kim tiền. Không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa chiêu tài trong phong thủy. Theo nhiều người thì cần ưu tiên đặt cây ở các hướng đông, đông nam và nam nhằm giúp cây phát huy tốt nhất cái yếu tố tiềm ẩn. Bạn cũng có thể để các chậu kim tiền ở góc phòng, che đi góc khuất, góc cạnh chưa đẹp và tăng cái tính thẩm mỹ cho tổng quan ngôi nhà. Điều này cũng giúp tài lộc được hấp thu vào gia đình. Cây cũng góp phần lọc khí, giúp không gian thoáng đãng, trong lành hơn. Cũng giống như những loài cây khác, bạn không nên đặt kim tiền trong phòng ngủ nhằm tránh sự thiếu hụt oxy vào buổi tối, rất có hại. Để tăng cái tính chiêu tài của kim tiền thì nhiều người buộc lên cây những cái sợi chỉ đỏ hoặc đồng tiền vàng để tăng thêm vượng khí cho ngôi nhà. Và một cái điều đáng lưu ý là dù mang cái giá trị tốt trong phong thủy về nhà ở, cây kim tiền lại có một cái hạn chế là trong lá và cuống lại chứa chất độc có khả năng gây hại cho con người, đặc biệt là trẻ em khi nuốt phải. Vì vậy mà cái việc nên trồng cây kim tiền trong nhà hay không khi gia đình có trẻ nhỏ cần được cân nhắc thật kỹ. Nếu thật sự đam mê loài cây này, bạn có thể đặt các chậu cây ở vị trí cao và tránh xa tầm với của các bé. Nhưng nhớ cố định chắc chắn, tránh rơi vỡ. Mong rằng với các cái gợi ý về chỗ đặt cây kim tiền trong nhà của mình, gia đình bạn sẽ hưởng được phú quý, đuổi huề, làm ăn phát đạt và
luôn thuận hòa trong một cái không gian trong lành, rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Phong Thủy Tài Lộc hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.